Sau khi chúng ta có được dấu cộng thì chúng ta sẽ tiến hành làm luôn từng một. Giờ ở đây là màu trắng của chúng ta ở đây dưới màu trắng là màu đỏ. Nó sẽ quay về tâm đỏ. Chúng ta sẽ thấy màu trắng lên đây. Bên trái thì quay đã qua phải. Hạ xuống. Trái về lại. Sẽ được một góc đúng. Đối với trường hợp mà màu trắng nằm dưới đáy như vậy thì ở đây cạnh từ này của chúng ta thiếu, chúng ta sẽ hạ xuống, đưa màu trắng cùng hàng với cái hàng chúng ta cần, thế trả lại dưới màu trắng này là màu xanh dương, mình sẽ thấy sang trắng lên đây và chúng ta sẽ được xanh dương đây, lên trái thì quay qua phải hạ xuống trả về lại. Tương tự, dưới màu trắng chúng ta là màu cam, đã nằm ở tâm cam rồi, bây giờ mình sẽ đưa trắng lên đây nữa là hoàn tất tầng 1. Lên phải thì quay đáy qua trái, hạ xuống, trả về. Và hoàn tất tầng 1. Đối với cái trường hợp mà trắng nằm bên hông như vậy, chúng ta hãy tính từ điểm trắng này lên là nó sẽ nằm ở bên cạnh bên đây. Mình sẽ đưa trắng xuống đáy. Sau đó quay cho trắng nằm cùng hàng. Cùng hàng với cái hàng chúng ta cần thế nè. Sau trả về, nó nằm ở đây. Cái trắng chúng ta là màu cam. Quay về tâm cam sẽ mà mình sẽ thế lên. Từ bên trái mình quay đáy qua phải. Hạ xuống. Trả về. Nó sẽ được hoàn tất cùng một.